Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu bác một dòng touring đường phố Gian FCR 3100. Một dòng rất là ưa chuộng tại cửa hàng em về dòng touring có phanh đĩa. Và hôm nay là màu màu vàng đen các bác nhé. Vâng, đây là một màu rất hiếm về tại cửa hàng em. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá ngay chi tiết chiếc xe. Vâng, và xe được phối màu vàng đen các bác nhé. Đây, em đánh giá chiếc xe này trên 90%. Tính chiếc xe rất là mới. Đường kẻ vàng rất hài hòa trên xe, phối hợp với màu đen rất là khỏe. Chiếc Gian FCR 3100, phanh đĩa. Đây là một dòng xe touring giá rẻ của Gian, bán rất chạy tại cửa hàng em. Chỉ tầm 6 triệu trở xuống thôi, các bác có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Xe giá rẻ. Vâng, khung nhôm alloy X. Vâng, hãng alloy X là hãng làm nhôm độc quyền của Gian, cho Gian bộ khung siêu nhẹ và bền. Đây là những vết xước nhẹ không đáng kể, do xe đã qua sử dụng rồi, không đáng không ảnh hưởng gì với toàn bộ của xe này cả. Gian FCR 3100. Các bác có thể lên Google để search thêm về chiếc xe này. Vâng, cọc yên và yên đều nguyên bản của Gian. Đây, các bác có thể thấy của Gian các bác nhé. Phản quang theo xe, phản quang sau. Chuông theo xe. Cổ phốt ghi đông nguyên bản theo xe. Vâng, theo Gian. Có thể thấy chữ Gian đây. Tất cả đều đồng bộ Gian nguyên zin nguyên bản. Vâng, Gian này. Tay nắm nguyên bản của Gian, nguyên bản theo xe. Các bạn có thể thấy đây là logo của Gian đây, logo chính hãng của Gian. Vâng, xe sử dụng bộ tay bấm Mezo, tay bấm xả. Bộ phanh đĩa Techo. Vâng, phanh đĩa các bác nhá. Phanh đĩa rất là nhẹ nhàng, dễ dàng thay thế. Bộ vành và may ơ nguyên cặp của Gian, nguyên bản theo xe. Lốp là 700x32C. Vâng, đây là lốp rất thông dụng, dễ dàng thay thế các bác nhé. Và bên em cũng bảo hành 1 năm cho các bác mua xe tại cửa hàng em về tất cả phụ tùng trong vòng 1 năm. Hình thức lốp đây rất là mới. Đây là hình thức phanh sau. Sử dụng củ đề Shimano Tourlay. Lip nguyên bản của Shimano. Vâng. Bây giờ em sẽ đo size đứng của xe. Vâng, và size đứng của xe là 45. Phù các bác từ 1m6 đến 1m7, tương đương size S. Vâng, bây giờ em sẽ test chuyển động của xe. Xe được trang bị 8 tầng lip và 2 đĩa cho xe 16 tốc độ.
Bây giờ em sẽ test chuyển động lên lít. Vâng, chuyển động rất tốt, đúng lít. Ở bên đĩa, đùi đĩa, cặp đùi đĩa 2 tầng lên. Vâng, chuyển động rất tốt các bác nhé. Đây là một dòng touring đường phố rất là được ưa chuộng tại cửa hàng em. Dòng touring giá rẻ. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe Gian FCR3100. Và các bác quan tâm thì đây là chiếc xe touring giá rẻ được sử dụng phanh đĩa. Vâng, màu đen vàng các bác nhé, rất hiếm về tại cửa hàng em. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em với mức giá 5.9 triệu, miễn phí ship toàn quốc khoảng 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem những hình ảnh chi tiết về chiếc xe, và lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn theo dõi kênh và nhấn vào chiếc chuông để xem những mẫu xe đẹp nhất em đăng lên. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, bác phải thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424, và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.